Morning nha anh chị. Morning. Morning 2020. Bản đủ SI chạy được 30.000 cây số. Sơn rin là 99%, năm vỏ theo xe. Ghế da hai màu bô giữa đó anh chị. Mâm mâm phay sắn. Xe này bên Tâm bán 320 nha anh chị. Bản Luxury nha. Anh chị lưu ý 2020 bản Luxury. 320 triệu. Tiền nào của đó nha anh chị. Không có nhầm lẫn với nhau được nha. 320 có con xe Monin chạy mới có 30.000 cây số thôi, sơn rin là 95% trở lên, sơn rin hết luôn. Chưa thấy dấu hiệu sơn tốt gì hết. Vỏ lốp là còn rin theo xe. Bản đủ thì nó gồm có đèn LED ban ngày nè. Đèn LED trước, đèn LED sau nè, gập gương auto và tích hợp xi nhan nè. Rồi thắng ABS nữa nè. Mâm đúc nữa nè. Đó, đèn bi nè. Bi cầu và LED nè. Cái xe này nó mới khủng khiếp. 30.000 cây anh chị ơi. 320 triệu. 2020 bản Luxury. Anh chị đi tìm đi. Tâm bán bao cho anh chị luôn, về mức giá luôn á. Bản thiếu mà người ta bán 32. Đây là Tâm bản full nha. Bản full thì ghế da này hai màu xịn nha. Được lên màn hình Android nữa nè. Cam trước nữa nè. Xe này nếu đăng kiểm thì hết đăng kiểm rồi, bên Tâm sẽ hỗ trợ cho anh chị đăng kiểm. Chắc là hỗ trợ thêm Tâm 2 triệu nữa ha. 322 triệu Tâm đăng kiểm mới luôn cho 2 năm. Bởi vì xe này ông chủ này ông mua hồi lúc trước là ông nợ đăng kiểm tháng 8 2021 nè. Giờ phải đóng đăng đăng kiểm sanh dịch luôn, đóng phải 6 7 triệu bạc đó. Thì bây giờ mình không có nói tới nói lui mất thời gian, bán xe thì phải bao. Thì bên Tâm bao cho anh chị là 2 năm đăng kiểm mới và giá là 322 triệu. Là bao đăng kiểm mới, bao rút hồ sơ. Xe này thì 2020 bản Luxury nha anh chị. Luxury. Trần ông chủ này ông lên 5D rồi. Ông chơi bứt gân thì chiếc xe đẹp vậy đi lên cái trần 5D. Nó nhìn nó quá là hot luôn, hot boy luôn. Nhưng mà được cái bộ ghế da này nó mới trượng hạn anh chị, mới lắm. Xe chạy có 30.000 cây số à. Mà Kia Morning mà bản Luxury nữa. 2020 nữa mà Tâm bán 322 đăng kiểm mới nữa. Thì anh chị nghĩ coi bên Tâm bán cái giá có hợp lý không? Giá quá ư là hợp lý chứ còn gì nữa. Rồi anh chị coi nè. Đẹp đúng mức luôn á. 322 triệu. Ngày mai hoặc là ngày mốt Tâm sẽ đi đăng kiểm mới lại. Bởi vì xe này hết đăng kiểm rồi. Nó tuyệt vời luôn chứ không phải là bình thường nha anh chị. Anh chị coi nè, vỏ nè. Vỏ thì lúc nào cũng phải đi trước 1 năm nha. Tầng thứ 24 2019. Mới lắm. Giá này Tâm bao bao thị trường luôn á. Bao thị trường luôn anh chị. Anh chị đi tìm con xe giày, đời giày, chất lượng giày mà ai bán giá này Tâm bao thị trường luôn nha. Mới tinh nè. Vỏ lốp chưa có mở cái nào hết. Bánh vỏ lốp là còn nguyên nè, tầng thứ 26 2019 nè. Rồi anh chị coi ha, lịch sử bảo dưỡng hãng nè, đầy đủ nha anh chị. Mình coi nội thất này mình cũng biết cái xe nó có mới hay không ha. Vô lăng cũng vậy. Ngày mai đi đăng kiểm mới. Được lên màn hình. Cam trước cam sau đầy đủ rồi. Xe này thì đăng ký và lăn bánh tháng 6 năm 2020 nha. Mới lắm anh chị ơi. Rất là thích những cái sản phẩm cỡ này trở lên ha. Tầm tiền nó vừa phải, chất xe nó tuyệt vời. Và êm ái, bền bỉ, thương hiệu rõ ràng, phụ tùng thay thế dễ dàng và chỗ nào cũng thay được hết.
Không có gì để tả, bởi vì em ấy quá mới. Mới xuất sắc anh chị. Trần 5D thì kệ nó đi. Anh chị không thích thì xuống bọc lại 3 triệu mấy 4 triệu và bọc lại Trần Rin. Nhưng mà bù lại là đồ chơi nó còn nhiều. Sẵn đồ chơi hết rồi. Và nội thất nó, ghế da nó như một bộ ghế da mới luôn, Rin theo xe. Đó là những điểm mạnh của xe. Còn cái Trần 5D thì người ta bọc thì mình khỏi bọc. Còn mình không thích thì mình cứ xuống bọc lại cái Trần nỉ. Giờ đầy mà, chỗ nào chả làm được. Nên sẽ không có bị ảnh hưởng gì cái Trần 5D nha anh chị. Nếu như mà vô chê xe người ta là người ta không cho mình coi xe nữa, người ta đâu có bán đâu mà mua. Rồi anh chị coi ha. Cái lipo nè. Lipo quá đẹp. Bản luxury nha anh chị. 0968 742 955. Mới lắm anh chị ơi. Anh Tâm nè, nghe nè. Thế mà này anh chưa hẹn khách mấy bữa xuống là thế nào ạ? Hả? Và anh chưa hẹn ông ấy là mấy bữa xuống à? Giờ ông xuống rồi hả? Ừ. Ừ. Rồi rồi, cứ nói thẳng đi cho nó dễ. Rồi mình cũng đưa luôn cái giấy hẹn ở trong hãng đó. Rồi cái phiếu đặt đồ đó. Mọi cái nó có rõ ràng như vậy thì nói khách hết sức thông cảm. Mình đang quay cái clip, tí xíu mình điện lại liền cho ha. Ok, rồi. Vỏ lớp là rin hết nha chị. Và còn rất là mới luôn, form mới rồi, mâm mới rồi. Anh chị em mua xe này thì liên hệ bên Tâm nha, 0917 215 512 ha. Đến địa chỉ là gần ủy ban xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương nha. Một con xe Monin rất là mới, bản luxury 2020, chạy được 30.000 cây số, xe rin không lỗi, sơn rin thì còn trên 95%, từ đầu tới chân mới tinh, được lên nhiều đồ chơi. Và bên Tâm sẽ bao đăng kiểm mới cho nhà mình 2 năm. Xe này hết đăng kiểm rồi, mới mua, gia chủ họ không có đi gia hạn, giờ bên Tâm phải đi đăng kiểm mới cho khách hàng rồi. Xe mới lắm, 100% là nguyên rin. Nếu như anh chị phát hiện xe này có lỗi thì bên Tâm chịu hết hoàn toàn. Có thắng ABS nha, bản đủ mới có nha anh chị, bản SI, bản Luxury. Luxury là bản cao cấp rồi. 322 triệu. Rút hồ sơ và đăng kiểm mới. Xe mới tinh. Nhớt vàng ươm anh chị ơi, nhớt còn vàng ươm à. Chị liên hệ Tâm nha. Đến trực tiếp xem xe vừa ý liền. Bởi vì em này rất là mới. Bản Luxury mà 2020 nữa mà Tâm bán 322 mà bao đăng kiểm, bao rút hồ sơ thì chỉ có bên Tâm mới có những cái giá tốt nhất này thôi. Bởi vì Tâm làm là phải tìm một cái giá tốt, chất lượng có để phục vụ bà con mình lợi ích lại. Nhưng mà được cái niềm tin và cái chất lượng của sản phẩm đưa đến bà con tiêu dùng thì cái thương hiệu mình nó sẽ được mở rộng hơn. Anh chị em cũng biết rồi đó ha. Bây giờ thương trường cạnh tranh rất là nhiều. Nếu mà mình không có đưa được sản phẩm tốt và chất lượng ổn định thì rất là khó tìm được cái thị hiếu thị trường của bà con cũng như là cái doanh số bán hàng. Nên Tâm đặt nặng về vấn đề doanh số bán hàng và phục vụ khách hàng. Thì về doanh số bán hàng mà muốn bán được nhiều thì mình phải làm như thế nào thì họ mới ủng hộ mình, chứ đâu phải đưa ra cái bán đâu anh chị. Kinh doanh nó đâu có phải dễ như là ăn cơm đâu. Nếu dễ như ăn cơm họ làm hết rồi. Nó phải là có năm tháng nè, và phải có niềm tin đủ lớn nè. Khách hàng người ta bỏ ra một
khoản tiền này gọi là tài sản dành dụm bao nhiêu năm mới mua được cái tài sản này, thì sản phẩm nó phải đạt chất lượng, cũng như là bên Tâm lúc nào cũng có cam kết bằng văn bản hết. Nếu như nhà mình chưa có đủ tự tin thì cứ đến tại hãng hãng của xe, đưa xe vô và kiểm tra bằng máy móc thiết bị. Con người thì có thể nói xạo với nhau được chứ máy móc là không có xạo với nhau được nha chị. Máy móc là có làm sao là nó lên hệ thống hết. Thì đây là một cái sự lựa chọn Tâm nghĩ là khá là chuẩn luôn, hoàn hảo luôn. Thì anh chị đến trực tiếp để xem và chạy thử nha. Con xe Kia Morning bản Luxury 2020, 30.000 cây số, rin từ đầu tới đuôi, không một lỗi nhỏ. Máy rin 100%, keo chỉ rin 100%, và nước sơn rin thì còn khoảng 95%. Form mới mâm sắn rồi, nội thất ghế da hai màu, và có lip bô ở sau, bô nằm giữa. Bô nằm giữa là cái kiểu thôi, chứ bô nó vẫn là nằm một bên. Nhưng mà cái lip bô này là rin theo xe chứ không phải là chế nha anh chị. Thì từ đời 2018 mà bản đủ ghế ghế da hai màu mới có cái lip bô ở sau này, ngay kiểu biển số, cái họng bô nằm giữa. Đây là rin của nhà máy sản xuất nha, chứ không phải là gắn thêm ha. Rồi, anh chị có nhu cầu mua xe này thì liên hệ Tâm nha. Tâm xin chân thành cảm ơn và xin hẹn gặp lại.